chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, lưới áp cao lạnh lục địa bao phủ khu vực vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông gây ra trường gió đông bắc mạnh trên các khu vực này. Vào sáng ngày hôm nay thì vị trí tâm bão đã cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 270 km về phía đông đông bắc với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão ở vùng biển phía đông của khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển ở khu vực phía đông bắc của quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, có mưa rào và dông mạnh, biển động dữ dội. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và đến 7 giờ ngày mai thì vị trí tâm bão sẽ cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 290 km về phía Bắc Đông Bắc với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 8 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc, 114,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 330 km về phía Bắc, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, thời tiết giảm mưa hơn, tuy nhiên trời vẫn duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, trạng thái biển vẫn còn động nhẹ nên chưa thật thuận lợi cho các hoạt động khai thác và đánh bắt trên biển. Tại vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, thời tiết khá ổn định, có mưa một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động nên vẫn chưa thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và hoạt động trở lại. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Hiện nay đang mùa mưa bão, diễn biến thời tiết trên biển có nhiều bất lợi, bà con ngư dân khi ra khơi khai thác, đánh bắt cần lưu ý. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết và thông tin dự báo ngư trường nguồn lợi để có kế hoạch sản xuất hiệu quả và an toàn. Tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn cho người và phương tiện, thường xuyên liên lạc với bờ, với các cơ quan chức năng về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời tổ chức sản xuất trên biển theo tổ đội đoàn kết để hỗ trợ nhau trong khai thác, cung ứng hậu cần, tiêu thụ sản phẩm, tăng cường ra bám biển, nâng cao hiệu quả đánh bắt và giúp nhau trong cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố tai nạn. Xin chuyển sang phần dự báo thời tiết cho vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý. Tại đây có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Trong thời gian này thì bà con ngư dân có thể khai thác nghề lưới vây sẽ cho sản lượng khai thác cao ở ngư trường vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo có mưa rào một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Trong thời gian này thì bà con ngư dân đánh bắt bằng nghề lưới dê trôi sẽ cho hiệu quả khai thác cao tại các ngư trường Đông Nam Bộ, bao gồm phía nam của Côn Đảo, Giới và quanh bãi Tư Chính. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, thời tiết có mây, chủ yếu là dạng mây màn nên đêm nay và ngày mai tại đây sẽ có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 3, cấp 4, tàu thuyền có thể hoạt động bình thường. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan thì những dải mây màn đang hoạt động trên khu vực Vịnh Thái Lan chỉ đủ đem lại những cơn mưa nhỏ một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền. Tại khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về, khu vực Bắc Biển Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Tình trạng biển động tại đây còn kéo dài trong 2 ngày nữa. Bên cạnh đó thì vùng biển lạnh nên không thích hợp cho việc đánh bắt và khai thác. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, chịu ảnh hưởng của bão Bofa hoạt động gây mưa nên khu vực giữa Biển Đông có mưa bão ở phía đông với tầm nhìn xa là từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 9, phía đông mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội. Tại khu vực phía nam Biển Đông bao gồm khu vực phía nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Bão Bofa có phạm vi hoạt động rộng, do vậy khu vực phía nam Biển Đông cũng chịu ảnh hưởng xấu. Ngày hôm nay thì trên vùng biển này có mưa rải rác ở phía Tây Bắc, các khu vực khác thì mưa ở một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây Bắc có gió mạnh cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết biển của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.